thân mến, rất vinh dự cho cô trò chúng ta ngày hôm nay có các thầy giáo, cô giáo trong ban giám khảo hội thi giáo viên dạy ở cấp thành phố về dự. Đề nghị các con nhiệt liệt chào đón. Lớp trưởng báo cáo cô sĩ số. Cô hôm nay cô con sĩ số 36 trên 43 bạn. 7 bạn vắng là do bị bổ sốt virus hoặc là sốt huyết. Cảm ơn con. Sau tiết học này các con nhớ hỏi thăm các bạn xem tình sức khỏe nào. Để mở đầu cho tiết học ngày hôm nay, cô mời các con cùng tham gia trò chơi hiểu nhanh đoán đúng. Sau đây cô xin mời hai bạn Phúc An, Ngọc Diệp lên điều khiển MC chương trình. Bạn Khoa lên điều khiển máy tính. Cô mời các con. Các bạn cùng lắng nghe các đoạn về mà trường cờ quay tay nhau có bốn từ khóa tương ứng với bốn đoạn về. Khi bài về kết thúc, cờ đang ở trên tay bạn nào thì bạn đó sẽ trả lời câu hỏi. Trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được một phần quà. Trả lời sai thì mình sẽ nhờ các bạn khác cùng giải đáp. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cô mời các con cùng tham gia hoạt động em tập làm nhà khoa học.
Tiết trước cô đã giao cho các con nhiệm vụ về nhà chuẩn bị các nội dung. Cô đã kiểm tra nội dung của các con chuẩn bị rất là tốt. Sau đây, cô sẽ chia các nhóm về các trạm tương ứng. Nhóm acid tương ứng với trạm số 1, nhóm bay tương ứng với trạm số 2, nhóm phenol và tanin tương ứng với trạm số 3 và cuối cùng là nhóm quỷ tím tương ứng với trạm số 4. Các con sẽ có thời gian 3 phút để thực hiện nhiệm vụ ở mỗi trạm. Sau khi các con thống nhất kết quả, nhóm trưởng và thư ký hoàn thành phiếu học tập lớn để báo cáo. Các thành viên còn lại, các con sẽ hoàn thành phiếu học tập cá nhân. Sau thời gian 3 phút hoạt động, các con có thời gian 3 phút di chuyển để tham quan các kết quả của các hoạt động, các trạm còn lại. Cô mời một bạn đọc giúp cô nội dung chuẩn bị mục tiêu nhiệm vụ ở trạm số 1. Cô mời con. Khoan. Con đọc con đọc. Nội dung chuẩn bị tìm hiểu tính chất và học của bay, đưa ra phương pháp, phương án học thuộc phương cách pháp, phương pháp, mục tiêu và nhiệm vụ. Mục tiêu học sinh làm được các bài tập về phân loại và gọi tên các hợp chất acid và base. Nhiệm vụ cá nhân đọc nội dung nhiệm vụ trạm 1. Hoạt động cá nhân thảo luận nhóm và hoàn thành mục tiêu tập số 4. Cô cảm ơn con. Một bạn đọc giúp cô nội dung chuẩn bị mục tiêu và nhiệm vụ ở trạm số 2. Cô mời con. Kiệt. Nội dung chuẩn bị tìm hiểu tính chất hóa học của bay, tìm hiểu chỉ số máu tự nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ. Mục tiêu học sinh và thí nghiệm bay chuyển máu quỷ tím sang đỏ và phenol metallic sang hồng. Nhiệm vụ cá nhân đọc nội dung nhiệm vụ trạm 2, hoạt động cá nhân thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ số 2. Cô cảm ơn con. Một bạn giúp cô trạm 3. Cô mời con. Cô cảm ơn con. Lưu ý ở trạm số 2 và trạm số 3, cô chuẩn bị cho các con các bộ thí nghiệm lượng nhỏ với mục đích đảm bảo an toàn cho các con, thứ hai tiết kiệm hóa chất và thứ ba bảo vệ môi trường. Ở trạm 3, cô đã chuẩn bị bộ thí nghiệm lượng nhỏ cho các con và quy định màu trên các bộ thí nghiệm như sau. Đối với dung dịch bay, cô sử dụng nắp màu xanh. Dung dịch acid, cô sử dụng nắp màu đỏ. Dung dịch chất chỉ thị phenolphthalein, cô sử dụng nắp màu trắng. Các con lưu ý khi tiến hành thí nghiệm, đặc biệt không để hóa chất rơi lên tay và đặc biệt lên mắt. Một bạn giúp cô đọc giúp cô mục tiêu nhiệm vụ ở trạm số 4. Cô mời con. Cô ạ, nội dung chuẩn bị tìm hiểu nội dung của bay cuộc sống minh họa bằng ví dụ cụ thể trong nông nghiệp. Mục tiêu và nhiệm vụ. Mục tiêu học sinh đọc tài liệu đưa ra ứng dụng của bay trong đời sống. Nhiệm vụ cá nhân đọc tài liệu và đưa ra ứng dụng của bay. Cô cảm ơn con. Sau khi các con có 3 phút thực hiện nhiệm vụ ở mỗi trạm thì sẽ có 3 phút để di chuyển sơ đồ theo chiều khung đồng hồ. Các con đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Thời gian 3 phút cho các con bắt đầu. Con có thể đứng lên, con có thể đứng lên để tính nhé. Con ơi, để bạn đi găng tay bạn làm cho.
không ạ. Nên là các con sẽ làm 1, 2 tiếng học tập số 2 luôn cơ. Còn đâu cái này em in luôn cả 4 tiếng để deliver luôn ạ. Em quên. Các nhóm các con sẽ làm sẵn tương với các bạn. Nhóm này bạn sẽ làm tương với các bạn. Hết giờ. 3 phút cho hoạt động di chuyển. Bắt đầu. Và con thấy rằng dung dịch số 1 đã làm cho giấy kỳ tí sao màu xanh và con xác định đó là dung dịch bay hay là dung dịch số 2.
theo. Con mình trên tay con cũng là giấy kính tím, nhưng lần này con sẽ nhỏ bọn tổ số 2 vào đó, số 2 vào giấy kính tím. Con đứng ở ống nghiệm để có. Con đứng ở ống nghiệm. Và con thấy rằng lọ số 2 đã làm cho giấy kính tím trẻ xanh của đỏ. Wow. Ngoài ra khi chúng con tìm hiểu, chúng con thấy rằng ngoài phây và phên họ chúng con sẽ làm thí nghiệm nhỏ. Giờ nó dung dịch phây và ống nghiệm. Phây, từ từ đã. Phây, cứ bình tĩnh. Con đậy nắp đúng không? Sau đó con sẽ nhỏ dung dịch phên họ phên thang y vào ống nghiệm. Con cho nhiều lên một chút, các bạn cho con nhìn được. À thôi. Và con thấy rằng vậy là làm cho phê non hay sao? Con dơ cao lên để các bạn có thể... Con sẽ nhỏ dung dịch acid vào ống nghiệm. Con cho nhiều lên chút để thầy cô các bạn cùng quan sát. Sau đó con sẽ nhỏ dung dịch phê non hay sao? Và con thấy acid... Con dơ cao lên một chút. Và con thấy rằng acid sẽ không làm chuyển màu phê non hay sao? Ngoài ra khi chúng con tìm hiểu, chúng con thấy rằng ngoài phê và phenolphthalein ra, chúng con có thể tìm ra các chất tím tự nhiên khác từ nghệ, bắp cải tím, hoa hồng, hoa lợn biếc. Hôm nay chúng con sẽ mang đến chất tím tự nhiên từ bắp cải tím. Mời thầy cô và các bạn theo dõi thí nghiệm của chúng con. Đầu tiên con sẽ nhỏ dung dịch phê vào ống nghiệm. Sau đó con sẽ nhỏ chất tím từ bắp cải tím. Và con cứ bình tĩnh. Chất thủy tinh từ bắp cải tím đã làm cho dung dịch phây chuyển sang màu xanh. Con cứ bình tĩnh. Tiếp theo, con bình tĩnh. Hãy xin mong nghĩa. Sau đó, con cho nhiều thêm một chút acid nữa. Con nghĩ rằng ở dưới các bạn sẽ nhìn không rõ. Rồi, cảm ơn con. Sau đó, con xin nhỏ chất thủy tinh từ bắp cải tím vào. Con cho thêm mà. Rồi. Và con thấy rằng Acid đã làm cho chất thủy tinh tự nhiên từ bắp cải tím là cho acid chuyển sang màu hồng. Theo tớ tìm hiểu thì không phải bay nào mà cho quý vị thấy con sang màu xanh không? Còn ai có câu hỏi thì cho nhóm mình không? Nếu không có ai câu hỏi thì cho nhóm mình thì mình sẽ kết thúc bài chương trình ở đây. Cảm ơn các bạn thầy cô đã nghe. Cảm ơn phần trình bày của nhóm bay. Cảm ơn các con. Bạn rất là run nhưng bạn cũng hoàn thành phần thuyết trình của mình. Cô có một phần thiết kế thẻ bài của nhóm Acid rất là hay. Bạn Ngọc Diệp vừa giơ thẻ bài lên để xin ý kiến thay vì bạn giơ tay. Thế thì bây giờ trong tiết học này cô và các con sẽ đều dùng thẻ bài thay vì giơ tay xung phong phát biểu để chúng ta có thể học được ngay danh pháp trong tiết học ngày hôm nay. Các con nhất trí không? Nhất trí cho cô xin một tràng pháo tay. Cô xin nhận xét phần trình bày của nhóm bay như sau. Bạn đã vận dụng kiến thức ở bài học trước, bạn đã dùng quỳ tím để có thể nhận biết được dung dịch hydro, sodium hydroxide vì quỳ tím chuyển sang màu xanh. Và thứ hai là bạn quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì là dung dịch hydrochloric acid. Và bạn làm tiếp với thí nghiệm với phenolphthalein để đưa ra được chỉ thị màu của base bằng phenolphthalein. Và một điều đặc biệt là các bạn đã đưa đến đây rất nhiều các chất chỉ thị màu khác nhau. Có bắp cải tím, hoa hồng và hoa dâm bụt. Và các chất chỉ thị này có vai trò ý nghĩa như nào, cô và con sẽ cùng nghiên cứu ở tiết học sau. Một câu hỏi của bạn Ngọc Diệp vừa đưa ra, con có thể nhắc lại giúp cô được không? Dạ, con thưa cô là con hỏi nhóm bạn là có phải tất cả các base đều làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh không?
Rồi, cảm ơn con. Tất cả các bay có phải làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh hay không? Thì chúng ta thấy rằng chỉ có dung dịch bay mới làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh. Còn với bay không tan thì không có tính chất này. Như vậy khoa học động của trạm 1 mà bạn nhắc lại cho cô tính chất hóa học của bay. Calcium oxide, cô mời con. Rồi, cảm ơn con. Như vậy, dung dịch base sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphthalein chuyển sang màu hồng. Cô cảm ơn con. Như vậy, các con vừa tìm ra tính chất hóa học đầu tiên của base. Vậy, base còn tính chất hóa học nào nữa hay không? Cô xin mời đại diện nhóm tiếp theo, nhóm phenolphthalein, các con lên trình bày nhiệm vụ của nhóm mình. Tiếp theo, nhỏ. Con cho nhiều thêm một chút ở dưới, cũng sợ các bạn không quan sát được. Tiếp theo, nhỏ một chút dùng phenolphthalein vào. Và ngay lập tức, dung dịch đã chuyển sang màu hồng. Tiếp theo, con sẽ nhỏ một ít hydrochloric acid vào. Không thể cầm ra, lắm tay ra, rồi. Và ngay lập tức, dung dịch đã mất màu. Chuyển sang thí nghiệm thứ hai. Nhỏ một ít barium hydroxide vào. Tiếp theo, nhỏ một chút sulfuric acid vào. Và ngay lập tức trong ống nghiệm đã xuất hiện kết quả trắng. Như vậy, qua hai thí nghiệm thì nhóm con có thể khẳng định rằng là base tác dụng với acid sẽ tạo ra được muối và nước. Và trên đây là phần trình bày của nhóm chúng con. Xin mời các bạn ở các trạng khác đặt ra câu hỏi. Mời Manenziu. Câu hỏi là base không tan có tác dụng với acid không? Cô thấy mạng đang gọi đây à, rồi cảm ơn con. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì base không tan thì cũng tác dụng với base không tan, tác dụng với acid sẽ tạo ra được là muối và nước. Và còn ai có câu hỏi khác không ạ? Nếu không có câu hỏi thì xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng nhóm bạn. Các bạn nhóm phenolphthalein đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các bạn đã viết được phương trình phản ứng, đưa ra được các hiện tượng ở trong thí nghiệm. Và cô thấy câu hỏi của bạn nhóm đại diện nhóm acid cũng rất là hay. Các bạn hỏi các bay không tan có tác dụng với acid hay không? Thì nhóm phenolphthalein đã khẳng định là có tác dụng. Thế phản ứng xảy ra như nào, cô các con cùng xem. Khi thực hiện thí nghiệm phản ứng giữa cupro sulfate và sodium hydroxide đã thu được một chất kết quả màu xanh lam là cupro hydroxide trong phương trình hóa học như sau. Các bạn hãy cho tôi biết hiện tượng và phương trình hóa học xảy ra khi tiếp tục cho từ vài giọt acid sulfuric vào trong ống nghiệm chứa các sản phẩm thu được sau thí nghiệm vừa rồi. Sau đây là kết quả của thí nghiệm. Như đã thấy, sau khi nhỏ thêm vài giọt acid sulfuric vào ống nghiệm chứa kết tủa cupro hydroxide, kết tủa dần tan và trở thành dung dịch. Điều này chứng minh rằng base không tan cũng tác dụng được với acid. Các con sẽ khẳng định được, một lần nữa khẳng định được bay tác dụng với dung dịch acid. Như vậy qua hai hoạt động của trạm số 2 và trạm số 3, một bạn cho cô biết bay có tính chất hóa học gì. Cô mời đại diện nhóm phenol các con có thể thu bảng để giúp cô. Bay tác dụng acid thu được muối và nước. Cảm ơn con rất nhiều. Tại mỗi nhóm sẽ đưa ra một phương trình phản ứng. Cô xin mời sodium hydroxide, cô mời con.
potassium hydroxide cộng hydrochloric acid sẽ ra được là KCl nước ạ. Phương trình hóa học của con đã cân bằng chưa? Chúng ta thấy phương trình của bạn cân bằng rồi, cảm ơn con rất nhiều. Bạn đã qua phần học bài acid và học bài base thì bạn đã đọc được danh pháp của base và của acid. Muối các con chưa được nghiên cứu nên bạn đọc được công thức hóa học. Tiếp theo xin mời đại diện của trạm base. Các con cho cô phương trình phản ứng. Đại diện nhóm trạm nào các con đã có, nhóm nào đã có phương trình phản ứng các con có thể xung phong. Nào cô mời các con. Một phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng thứ hai. Đại diện, thầy cô sẽ cho các con chất ban đầu. Cô cho các con sodium hydroxide. Không dùng hydrochloric acid mà cô sẽ dùng sulfuric acid. Sản phẩm các con thu được sẽ là gì? Nào, các con giao thẻ, giao thẻ. À, cô mời con, Rachel, cô mời con. Sodium sulfate cộng H2O. Cảm ơn con rất nhiều. Các nhóm còn lại đã nghĩ ra cho mình phương trình chưa? Cô sẽ gợi ý các con một hợp chất nữa thôi. Iron 3 hydroxide cộng với hydrochloric acid. À, cô thấy một cánh tay giơ lên. Có bạn nào khác nữa không? Nào, nhóm quỷ tín các con cố lên nào. Sản phẩm mình thu được là gì? À, cô mời bạn barium hydroxide. Cô mời con. FeCl3 cộng H2O. Con có thể cân bằng phản ứng hóa học với cô được không? Chúng ta có 3 nhóm hóa, 3 clo. Như vậy cô sẽ giúp con cân bằng phương trình trên. Cảm ơn con rất nhiều. Về nhà các con sẽ tìm hiểu thêm và viết thêm phương trình phản ứng giúp cô. Như vậy qua tính chất hóa học của bay thì bay có ứng dụng như thế nào? Cô xin mời đại diện nhóm quỷ tím. Xin mời con trình bày phần làm việc của mình. Con xin kính chào các thầy cô và các bạn. Con sẽ giới thiệu con là Đặng Đình Trung, đại diện nhóm 4 nhóm quy tín nên trình bày về các tìm hiểu của chúng con về các ứng dụng của bay trong đời sống. Con chia thành ba lĩnh vực: sức khỏe, công nghiệp và nông nghiệp. Đầu tiên là phần sức khỏe, bay được điều chế để làm dược phẩm, các hóa chất hóa học y tế. Thứ hai là được làm tẩy trắng, làm sạch các thiết bị y tế. Và phần công nghiệp, bay giúp sản xuất phân bón, giấy, xà phòng và dầu mỡ. Base còn đóng góp trong quá trình dệt may. Về phần nông nghiệp, Base giúp điều chỉnh pH cho hệ thống tưới cây trồng thủy lợi, xử lý đất chua. Và thường thường người ta sẽ xử lý đất chua bằng cách rắc vôi bột lên. Khi đó xảy ra hợp chất đó chính là kalium hydroxide, giúp trung hòa lượng acid trong đất, giúp khử chua trong đất trồng trọt. Và trong khi tìm hiểu các ứng dụng của Base trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng con đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Đó chính là cây cẩm, hoa cẩm tứ cầu có thể đổi màu khác nhau trong các đất trồng khác nhau. Ví dụ như trong cây trồng này, độ pH đất trồng có độ pH trên 7, tức là môi trường kiềm, hoa trong màu hồng và màu đỏ. Trong môi trường độ pH bằng 7, hoa có màu trắng sữa như thế này, và trong môi trường độ pH dưới 7, tức là môi trường acid, hoa có màu xanh. Và chính vì những thay đổi màu sắc như thế này mà chúng con đang muốn có dự định đã đề xuất nhà trường trồng cây xung quanh trường học để xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp và thân thiện. Ngoài ra đây cũng chính là tư liệu cho học tập môn học tự nhiên. Trên đây là phần tìm hiểu của nhóm chúng con về các ứng dụng của bay trong đời sống hàng ngày. Rất mong có ý kiến đóng góp của các bạn. Con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn con, cảm ơn phần trình bày của con. Xin mời đại diện các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm bạn. Xin mời bạn Acetic Acid. Vì trong các môi trường đất khác nhau thì sẽ có những độ pH khác nhau, gây ra phản ứng với các hợp chất hóa học khác nhau trong hoa, từ đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và phân tán màu sắc của hoa. Còn cô cảm ơn con.
mời bạn Sơn Điểm khai câu dài. Mình có câu hỏi là tại sao người ta lại sử dụng đôi một chứ không sử dụng các loại đây khác để xử lý đất cà chua? Đây là vấn đề mà chúng mình vẫn chưa tìm hiểu kỹ được. Tí nữa một lát nữa các cô sẽ giải thích cho các bạn. Ở trên đây nếu không có câu hỏi nào thì mình sẽ kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Cảm ơn phần trình bày của các bạn nhóm con. Sau cô ủng phần này, cảm ơn con rất nhiều. Sau cô bội bảng của con. Rồi cảm ơn con. Như vậy, nhóm Quỷ Tín đã đưa ra ứng dụng vào trong các lĩnh vực sức khỏe, công nghiệp và nông nghiệp. Cái phần nội dung điều chỉnh pH trong hệ thống tưới cây, thủy lợi, xử lý đất chua và bạn đã đưa ra phương án để xử lý đất chua ở tiết học ngày hôm nay. Và cô sẽ giải thích thêm một chút về hoa cẩm tú cầu. Theo như liên môn sự biến đổi chất vật sống thì chúng ta sẽ thấy rằng hiện tượng biến đổi hoa cẩm tú cầu đấy là một hiện tượng thường biến. Hiện tượng thường biến là xảy ra khi tác động của môi trường biến đổi kiểu hình trên cùng một kiểu gen. Và chúng ta có thể suy nghĩ là liệu hoa cẩm tú cầu đổi màu như này thì hoa cẩm tú cầu có phải là một hợp chất chỉ thị hay không? Cô và các con sẽ cùng nghiên cứu ở bài học tiếp theo thang pH. Để tổng kết cho tiết học ngày hôm nay, một bạn nhắc lại giúp cô xem bay có tính chất hóa học gì? À, cô mời con calcium oxide. Con thưa cô là bay có những tính chất sau. Dung dịch bay có thể làm cho khí dính chuyển sang màu xanh, làm cho phenol thiokali chuyển sang màu hồng. Và khi tác dụng với axit thì sẽ tạo ra được một lần nữa ạ. Cảm ơn con rất nhiều. Và chúng ta biết phản ứng giữa bay và axit người ta gọi là phản ứng trung hòa. Tiết học ngày hôm nay chúng ta còn nội dung rất là thú vị. Đó chính là động kết nối cuộc sống và phần trò chơi của các con. Nhưng vì thời gian dành cho tiết học không, các con cùng vào hoạt động tiếp theo kết nối cuộc sống để giải quyết các tình huống. Cô xin mời các con quan sát tình huống thứ nhất. Tình huống số 1 của bạn đọc giúp cô. Cô mời con, barium hydroxide. Mấy phút nữa? Mấy phút nữa cứ nói đi. Mấy phút nữa? Ok. Rồi cảm ơn con. Bạn nào có đáp án cho tình huống này? Cô, bạn khác có thể nhỉ? Cô thấy một mình bạn Bảo Nam với số mắt calcium oxide. Còn bạn nào nữa không? Một bạn khác nữa đi. Nào. Bạn nào nhỉ? Các con đã nghiên cứu sách giáo khoa rồi. À đây, cùng với con. Hemochloric acid. Cùng với con. Cô, theo con thì khi môi đôi vào vết thương thì sẽ sinh ra hợp chất là hydroxide. Và đấy là hợp chất của là chất bay giúp trung hòa lượng acid vào trong nọc độc của ong ạ. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Có bạn nào có biện pháp khác không? Có nhất trí với câu trả lời của bạn không? Nhưng bạn không giơ tay nghĩa là hoàn toàn nhất trí và cũng đồng ý với câu trả lời của bạn. Các con cho bạn một tràng pháo tay. Trong lòng ong chứa các axit, như vậy khi bôi sẽ làm cho vết thương giảm đau vì có trung hòa giữa axit và bay. Mời các con cùng quan sát tình huống thứ hai. Xin chào tất cả các bạn. Như đã biết, cơn hydroxide có thể ăn mòn da, gây rụng tóc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt và hệ hô hấp. Vì vậy, bạn cần cẩn thận khi tiếp xúc với hóa chất này. Trong trường hợp khi đang làm thí nghiệm với sodium hydroxide mà tôi không may phải chất này dính vào tay thì theo các bạn, tôi có biện pháp xử lý như thế nào? Chúc các bạn thành công. Đã bạn nào có phương án trả lời chưa? Bạn khác nào? Các con vận dụng kiến thức tính chất các con vừa học để con trả lời cho câu hỏi này. Nam, có một mình bạn Bảo Nam, bạn khác nào? À, vẫn là một gương mặt thân quen. Một bạn khác nữa đi. Các con vận dụng kiến thức của bài học ngày hôm nay để giải thích. Rồi, cô mời con. Calcium hydroxide. Theo con là H2SO4 để chung để đổ hết
trung hòa độc tố và tạo ra một cái. Cảm ơn con rất nhiều. Bạn nói trong trường hợp này bạn cho H2S4 đặc để xử lý vết thương khi bị bỏng bằng kiềm. Bạn nào có ý kiến khác? À, cô mời con, calcium, upside. Bởi vì là thứ nhất nếu cho sulfuric acid đập đập vào tay thì cũng thì sẽ làm bỏng acid thay vì là sẽ là trung hòa với sodium hydroxide. Mà theo con trước hết là mình sẽ phải xả nước đều để làm trôi base trong vòng 15 phút. Tiếp theo thì nếu là nhẹ mình sẽ băng bó vào tay, hoặc nếu không thì sẽ đưa đến cơ sở y tế gần nhất ạ. Rồi, cảm ơn con. Bạn nào có ý kiến với câu trả lời của bạn Bảo Nam không? Cô đồng ý kiến trả lời của Bảo Nam là chúng ta sẽ rửa tay trên vòi nước 15 phút. Nhưng chúng ta sẽ không băng bó ở trên vết thương mà chúng ta sẽ để vết thương hở, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương. Như vậy qua hoạt động vừa rồi, một bạn nhắc lại giúp cô tính chất hóa học của Bay. Bay có tính chất hóa học như thế nào? Cô mời con, Hoàng Vũ. Con thân cô là Bay khi mà sẽ làm vị trí từ màu xanh màu xanh và là khi nó sẽ đi từ màu xanh màu hồng. Và khi mà Bay rất là acid thì sẽ tạo ra là muối. Cảm ơn con rất nhiều. Bạn đã nhắc lại tính chất của Bay rất rõ ràng. Bay, dung dịch Bay làm quỷ tím chuyển màu xanh, phenolphthalein chuyển sang màu hồng và Bay tác dụng acid sản phẩm thu được vào muối và nước. Chúng ta còn một hoạt động vô cùng thú vị, đó chính là mảnh ghép ma thuật. Trong mảnh ghép ma thuật này, chúng ta sẽ có rất nhiều các phần quà và phần thưởng rất là thú vị. Và dưới mảnh ghép ma thuật là một bức tranh rất là hay và ý nghĩa, gửi đến cho các con một thông điệp. Nhưng vì thời gian của chúng ta không còn nên chúng ta sẽ kết thúc tiết học tại đây. Phần trò chơi này cô sẽ dành sang tiết sau, chúng ta sẽ sử dụng ở phần mở bài. Các con có nhất trí không? Nhất trí cho cô một tràng pháo tay. Cảm ơn các con rất là nhiều. Như vậy về nhà các con sẽ đọc trước cho cô phần thang BH, chuẩn bị nội dung và nghiên cứu xem có phải các loài hoa màu khác nhau thì sẽ là chất chỉ thị của acid và base hay không. Đây là nhiệm vụ tuần tới của các nhóm. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo. Kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Cảm ơn các con học sinh. Chúc các con sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Trân trọng cảm ơn.